Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái nhận xét như vậy. Chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta cần được nhắc nhở. Lý do là bởi vì chúng ta đã nhận biết được và nắm bắt cái chìa khóa mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Chìa khóa để mở cửa vào trong sự hiện diện của Chúa. Đó là sự ngợi khen thờ phượng. Chúa mở cho chúng ta và giao chúng ta chìa khóa đó. Chúa ngài nói rằng bất cứ lúc nào các con hết lòng ngợi khen, xây dựng một chiếc ngôi cho ta, ta sẽ đến và ta sẽ ngự trên ngôi đó. Chúa hứa với chúng ta và ngài ban trao cho chúng ta một cái chìa khóa để chúng ta có thể có một sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa, và đời sống của chúng ta làm nguồn phước cho những người xung quanh khi chúng ta biết được cách để chúng ta có thể phá vỡ con người xác thịt của chúng ta, khiến cho nó chịu chết với Chúa, để rồi chúng ta có thể sống lại ở trong sự sống mới ở trong Chúa. Hầu cho từ nơi chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, người khác nhận được sự hiện diện của Chúa từ nơi chúng ta, quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta đó. Người ta được tiếp xúc với quyền năng đó. Không ai tiếp xúc với cái mùi tanh hôi của một cuộc đời ích kỷ và đầy xác thịt, nhưng mà kinh nghiệm được hương thơm quyền năng của Chúa tác động trên đời sống của họ khi họ chỉ tiếp xúc với chúng ta mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa vì chìa khóa đó mở ra cho chúng ta. Và chìa khóa mà tuần rồi tôi đã mời anh chị em suy nghĩ. Điều mà follow sau những ngày mà ông đeo đuổi, ông làm những công tác tôn giáo. Và các học giả của Kinh Thánh nghĩ rằng ông là một trong những thành viên của người Pharisee. Ông được đặc ân là sinh ra là một người Do Thái. Ông hưởng được nhiều quyền lợi lắm. Và được huấn luyện ở dưới chân của một luật sư lỗi lạc nhất trong thời bây giờ ở tại Jerusalem là Gamaliel. Nhưng một ngày ở trong đời sống của ông đi đến một quyết định. Đó là ông bỏ hết tất cả những điều mà người ta đi tìm đó. Và ông kể đó là những điều lỗ lã, những điều mất mát, xem thường đó. Trong bản tiếng Anh là ông coi những điều đó như là phân, như là đồ rác rến. Vì cái sự nhận biết Chúa và kinh nghiệm Chúa trong đời sống là nó lớn hơn biết chừng nào. Khi ông nắm bắt được, ông được biết Chúa và quyền năng phục sinh của Ngài. Anh chị em, ông cầu nguyện cho anh em của mình khắp nơi, ngày đêm, để họ cũng kinh nghiệm được điều đó như ông. Cảm ơn Chúa vì chìa khóa mà Chúa ngài cho chúng ta. Đó là sự sống của chúng ta, con người bề ngoài của chúng ta phải chết. Chúng ta phải được biết và kinh nghiệm, cũng như là chia sẻ sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Thì Đấng Christ, tất cả Đấng Christ ở trong chúng ta đó, quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta đó, sẽ tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Không, chúng ta đi đâu, người ta cũng có thể tiếp xúc được với quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, mà chúng ta đang mang đi với chúng ta, bởi vì chúng ta để Chúa tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Philip chương 3 câu 8 cho đến câu số 11 là phần kinh thánh mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ ở trong loạt bài mới để chúng ta tiếp nối những điều Chúa ngài dạy dỗ chúng ta trong dòng chảy trong những ngày qua. Ở trong loạt bài mà chúng ta đặt tên nó là từ lễ vượt qua cho đến ngày lễ ngũ tuần. 50 ngày đã thay đổi nhân loại. 50 ngày tuyệt vời đó. Từ nơi giá Đức Chúa Giêsu trả, sự đắc thắng của ngài trên sự chết âm phủ tội lỗi, và ngài trao cho hội thánh của Chúa chìa khóa để mở nước trời cho tất cả những ai được đến gần. Đây là phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Và trong buổi sáng hôm nay chúng ta cùng xem lại Philip chương 3 từ câu 8 cho đến câu số 11. Thân thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Cảm ơn Chúa. Đây là người có địa vị, đây là người có nhiều cái đặc ân đó anh chị em. Mà ông nói rằng ông coi tất cả, nếu mà đem so với sự nhận biết Chúa là điều quý hơn hết đó, thì tất cả những đó là đồ lỗ. Cái mà loài người chạy theo để tìm kiếm đó, Phaolô bỏ hết, bởi vì
ông khám phá ra một cái phước hạnh lớn hơn vô cùng, đó là nhận biết Đấng Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Cảm ơn Chúa. Đây là phước hạnh mà khi chúng ta khám phá ra được, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta sẽ làm nguồn phước cho mọi người. Ngày hôm nay, thế giới, khu xóm của chúng ta đang sống, những người cùng sở làm của chúng ta, gia đình dòng họ của chúng ta đang chờ mỗi một chúng ta nắm lấy cái chìa khóa này và mở ra phước hạnh và sự sống mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Vì họ đang chờ để được phước, họ đang chờ để được tiếp xúc với quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, là quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại cho cõi chết, hiện tại đang ở trong chúng ta. Quyền năng đó chưa thể hành động một cách tự do được, vì con người bề ngoài của chúng ta đang ngăn trở. Chìa khóa mà Phi-rơ tại đây ông nói đến, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải trải nghiệm trong đời sống của chúng ta. Đó là đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Và điều đó đã được Đức Chúa Giêsu Ngài dạy dỗ trong một số những ý niệm mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Xin Chúa Ngài ban phước. Xin Thánh Linh của Chúa, Đức Chúa Trời ban cho anh chị em ngay trong thời giờ này, ở trong phòng thờ phượng này, cũng như khắp nơi đang vào, cũng như sẽ vào để tham dự buổi thờ phượng này, Ngài ban cho anh em thần trí của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra để có thể nhận biết Chúa. Cảm ơn Chúa. Ban cho anh em biết cái phước hạnh dư dật của sự kêu gọi của Chúa và niềm hy vọng của chúng ta ở trong Chúa là lớn chừng nào. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là để Chúa có thể tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải trải qua một cái kinh nghiệm, đó là sự tan vỡ. Chúng ta phải chết với Đức Chúa Giêsu Christ. Con người xác thịt của chúng ta phải chịu đóng đinh với Chúa. Chúng ta kể mình đã chết với Chúa, để rồi Chúa có thể tự do sống xuyên qua chúng ta. Cảm ơn Chúa vì phải có điều này thì người ta mới thấy Chúa, chứ không còn thấy chúng ta nữa. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ, chúng ta mang danh Chúa, chúng ta giới thiệu mình là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, mà từ ánh mắt của những người quan sát chúng ta, họ thấy chúng ta như thế nào không? Họ thấy cái gì trong chúng ta? Có những người mà khi những người chưa biết Chúa tiếp xúc với chúng ta, họ bước ra khỏi sự hiện diện của chúng ta, nói cái bà đó dữ như chằn, không thấy Đấng Christ, mà chỉ thấy con người đó. Và không phải bình thường, mà xác thịt của người đó lên tiếng nói lớn hơn, cái sứ điệp nó lớn hơn, là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời ở trong người con cái Chúa đó. Lý do là bởi vì con người xác thịt, cái vỏ bên ngoài con người bề ngoài chưa bị tan vỡ. Có người thì người ta nhìn chúng ta, tiếp xúc với chúng ta xong người ta đi, mà nói rằng theo Chúa mà giống như cái ông đó, cái bà đó, thì xin lỗi, tôi giữ cái tôn giáo của tôi. Bởi vì người ta không thấy Chúa hay là quyền năng của Ngài một chút nào trong đời sống hết. Đó là điều đáng tiếc, anh chị. Đáng lý Chúa Ngài định cho chúng ta, đó là cuộc đời của chúng ta, khi người ta tiếp xúc với chúng ta, người ta tiếp xúc được với Đấng đang cai trị và làm việc trong đời sống của chúng ta. Người ta tiếp xúc được với quyền năng vĩ đại đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết, mà lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta cùng một quyền năng đó đang ở trong chúng ta. Điều mà 30 mấy năm về trước, khi tôi mới bắt đầu hầu việc Chúa, và tôi đặt cái câu hỏi và suy nghĩ với chính mình là, nếu quyền năng vĩ đại đó được Chúa Ngài ban cho chúng ta ngay cái giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, thì làm sao cuộc đời của chúng ta vẫn như cũ không thay đổi? Quyền năng lớn như vậy bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở trong đời sống của chúng ta mà không để lại một thay đổi nào hết, thì đó là điều không thể hiểu được. Cho nên tôi đeo đuổi và tìm kiếm ở trong ơn của Chúa, thì cuối cùng khám phá ra được đó là tất cả những điều đó Chúa Ngài đã định và ban cho chúng ta. Nhưng mà có một nan đề
xảy ra trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa không được tự do hành động ở trong chúng ta. Ngài không thể hiện được phước hạnh của Ngài xuyên qua đời sống của chúng ta vì cái vỏ bề ngoài, mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là xác thịt của chúng ta, đó là bản chất của con người của chúng ta sống khi chúng ta sống ở trên thế gian này. Nhân từ chuyên môn thì gọi đó là con người hồn của chúng ta. Con người của chúng ta, theo như lời của Chúa, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất cho chúng ta biết, có ba phần. Và sứ đồ Phao-lô ông cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa Ngài cho anh em được giữ vẹn tâm linh, linh hồn và thể xác của anh em cho đến ngày của Đấng Christ. Lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta có ba phần đó. Tâm linh là cốt lõi, là điều rất là quan trọng. Mà trước đây chúng ta chưa tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, do hậu quả của tội lỗi của Adam đã làm, mà phần đó nó chết ở trong con người của chúng ta. Thần của Đức Chúa Trời không thể ở trong loài người được nữa. Sáng thế ký chương 6 cho chúng ta biết điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài thay đổi chúng ta, để bây giờ thân thể của chúng ta tội lỗi được cất đi, sự gian ác của chúng ta Đức Chúa Giêsu đã gánh thay và trả xong cho chúng ta, để rồi Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào ở trong tâm linh của chúng ta, thì phần tâm linh của chúng ta được Chúa làm cho sống lại. Đó là sự phục sinh đầu tiên mà chúng ta cần có. Và nan đề của chúng ta đó là bên ngoài của cái vỏ của tâm linh của chúng ta, đó là phần hồn của chúng ta, gồm có lý trí, ý chí và tình cảm, hay là cảm xúc của chúng ta. Rồi cái chỗ như tôi chia sẻ với anh chị em trong những môi trường khác, đã từng cầm tay lái kiểm soát con người của chúng ta. Chúng ta khi thấy một người làm được một cái công việc gì đó mà so với lại sức thường của một người không thể làm được, chúng ta nói rằng cái người đó có trí rất là lớn, cái người đó có cái lý trí là tốt. Vì thấy con người của chúng ta bị kiểm soát bởi những vui buồn lẫn lộn khác nhau, chúng ta nói rằng cái người đó bị điều khiển bởi cảm xúc, hay là người đó là cái người sống đầy cảm xúc. Đó là cuộc sống mà chúng ta đã quen sống khi chúng ta sống ở bên ngoài Chúa. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, thì con người đó vẫn kiểm soát chúng ta, con người đó vẫn nắm quyền điều khiển. Và lời của Chúa sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ ở trong Galati chương 5 để ông giải thích người sống theo xác thịt, thì lời của Chúa bày tỏ ra chúng ta đủ mọi thứ mà chúng ta có thể nói lên được, từ cảm xúc của chúng ta cho đến những hành động của chúng ta, là tham lam, nào là ganh ghét, là đủ mọi thứ. Đó là những người sống và bước theo xác thịt. Mà Chúa cho chúng ta có một sự lựa chọn là chúng ta có thể sống theo Thánh Linh, để rồi bông trái của Thánh Linh có thể thể hiện trong đời sống của chúng ta, thay thế ganh tị, ghen ghét, nói hành, thù oán, tranh đấu, tất cả mọi thứ đó với yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có một luật pháp nào cấm những điều đó. Anh chị em thấy hai bức ảnh. Một ý niệm khác là lời của Chúa cho chúng ta biết đó là con người mới của chúng ta và con người cũ của chúng ta. Con người bề ngoài mà con người bề trong của chúng ta. Khi chúng ta tìm được chìa khóa để chúng ta phá vỡ con người bề ngoài, đóng đinh con người xác thịt, thì con người bề trong của chúng ta với Thánh Linh của Chúa, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đang sống trong chúng ta đó, bắt đầu được tự do để có thể hành động trong chúng ta, khiến cho người khác nhìn chúng ta, người ta thấy Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì phước hạnh mà Chúa Ngài cho để chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi. Trong lần nữa tôi hỏi anh chị em, và trong những ngày qua người ta khi tiếp xúc với chúng ta, người ta tiếp xúc với điều gì? Chúng ta có những cái cuộc họp mặt với gia đình của chúng ta, family reunion, chúng ta về chúng ta gặp gỡ những người thân thương của chúng ta đó, người ta nhìn thấy và tiếp xúc với điều gì? Tạ ơn Chúa là có những người ngạc nhiên mà nói, sao con thay đổi nhiều như vậy? Sao cuộc đời của con khác hơn xưa nhiều như vậy? Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cũng có những người họ nhìn chúng ta và nói rằng không, vẫn như cũ. Nghe nói có đi nhà thờ, có đi theo đạo Tin Lành, nhưng mà người ta không thấy có một sự thay đổi nào trong đời sống của chúng ta. Và cái hậu quả là cái bài giảng chúng ta giảng
không kéo người ta đến với Chúa mà đẩy người ta đi xa Chúa. Khi chúng ta được cứu trong đấng Christ không có nghĩa là chúng ta không vật lộn với tội lỗi, nhưng chúng ta thấy mình được sống theo một luật cao hơn, đó là luật của Thánh Linh. Tâm linh của chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng mà tâm trí của chúng ta thì còn suy nghĩ theo lối sống cũ. Và điều này nó sẽ thể hiện một cách rất là rõ. Khi chị em khăng khít gần gũi thờ phượng Chúa với Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy cái lối suy nghĩ của chúng ta được ảnh hưởng bởi môi trường phước hạnh. Mà sáng hôm nay chị Thiên sống làm nhắc nhở cho chúng ta cái phước hạnh ở trong nhà của Chúa đó. Chúng ta đi đến thì cái môi trường và phước hạnh trong sự hiện diện của Chúa sẽ khiến cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và phước hạnh của Ngài đồng lại trên đời sống của chúng ta. Như Môi-se trò chuyện với Chúa ở trên núi Sinai, khi ông trở xuống, dân chúng nhìn thẳng vào mặt ông không được. Bởi vì sự vinh quang của Chúa còn đọng lại ở trên mặt của Môi-se, làm cho người ta chói mắt, người ta không thể nhìn thẳng ông được. Cuối cùng ông phải đội một cái lúc. Vì sự vinh quang của Chúa đọng lại trên đời sống của chúng ta thấy lời ăn tiếng nói của chúng ta khác. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta không nhóm lại với Hội Thánh một thời gian, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể bắt gặp là tự nhiên mình nói chuyện một lúc, cái thấy chữ thề mà ngày xưa mình đã bỏ bao nhiêu năm đó, tự nhiên nó văng ra trở lại. Tư tưởng của chúng ta suy nghĩ, nó cũng ảnh hưởng bởi trần gian này chứ không còn giống như xưa. Lúc chúng ta khăng khít với Chúa và Hội Thánh của Ngài. Nên cho em, chúng ta đối diện với cuộc chiến này, với cuộc đua này, mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta nuôi xác thịt bằng những công việc của xác thịt, và chúng ta để cho xác thịt cũng như thế giới này, thế gian này ảnh hưởng trên, thì con người xác thịt của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh. Cơ bắp của nó sẽ khỏe mạnh lên trở lại, nó mạnh lắm. Còn con người thuộc linh của chúng ta mà chúng ta bỏ đói thì sẽ ốm yếu. Ngược lại, khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta chọn cuộc sống là chết với con người của xác thịt và để Chúa tự do hành động trong chúng ta, con người thuộc linh của chúng ta mạnh mẽ lên. Cảm ơn Chúa. Và trong trận chiến thì cái gì chúng ta nuôi thì sẽ có sức mạnh và thắng. Xin Chúa ban phước và chúng ta nhận biết điều đó trong đời sống của chúng ta. Xác thịt là nếp sống của chúng ta, tìm cách để tự đáp ứng nhu cầu của mình bằng chính sức riêng của mình, thay vì tìm kiếm đấng Christ trước nhất và trông cậy Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Ông đằng mà chúng ta bắt đầu sống theo như đời và triết lý của tất cả các tôn giáo khác, con người của mình phải tự lực cánh sinh, tối ngày cứ ngồi nhờ Chúa, nhờ sức Chúa, yếu mềm quá. Con người nghĩ là yếu mềm, nhưng mà khi chúng ta nhờ cậy sức của Chúa thì đó là lúc sứ đồ Phaolô nói rằng khi tôi yếu đuối với chính mình là lúc tôi mạnh mẽ nhất. Lúc đó chúng ta bám chặt vào Chúa và quyền năng của Ngài tự do lưu xuất xuyên qua đời sống của chúng ta. Những thói quen cũ mà chúng ta đã gây dựng trải qua những năm chúng ta sống ở trong cuộc đời cũ của chúng ta là những điều mà chúng ta đã từng sử dụng để đáp ứng nhu cầu của chính mình trong lối sống cũ của mình. Anh chị em, những người chưa biết Chúa thì họ không đối diện với sự tranh chiến này vì họ không có sự lựa chọn. Người chưa biết Chúa sống theo xác thịt, theo thói quen của đời này mà họ đã xây dựng trong cuộc đời. Nhưng chúng ta từ khi Đức Chúa Giêsu sống ở trong Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ thấy cái luật này luôn luôn xảy ra. Và chúng ta càng sớm chừng nào và để Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta phá vỡ con người xác thịt, đập bể cái vỏ ở bên ngoài, để sức sống của Chúa đang ở trong chúng ta tự do thể hiện, thì đời sống của chúng ta càng sớm được phước và là nguồn phước cho muôn người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có tất cả sự cung ứng của Đức Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống đời sống đắc thắng, sự sống tự do, được giải cứu. Và đây là sự cung ứng tuyệt vời mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta là những người con Chúa. Bên trên em không sớm thì muộn. Các đệ tử của Đức Chúa Trời, con cái của Ngài, chúng ta sẽ khám phá một cái lẽ thật này. Và đây cũng có thể là điều mà anh chị em đang đối diện trong đời sống tâm linh của mình. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chính mình là sự ngăn trở lớn nhất cho công tác của mình. Con người bề ngoài không tương ứng với con người bề trong. Con người của xác thịt
ngăn trở con người bên trong của chúng ta đang được, khi được Đức Thánh Linh Ngài tự do hành động, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sức sống của Chúa tuôn tràn ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta khám phá ra lẽ thật này sớm trong đời sống của mình, thì chúng ta có cái trách nhiệm để chúng ta giải quyết những cái điều ngăn trở để đời sống hầu việc Chúa của chúng ta có thể kinh nghiệm một mức độ như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Christ sống trong tôi. Những ngày tôi sống trong xác thịt là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng ta cần được trải nghiệm Chúa sống xuyên qua chúng ta. Tất cả đầy tớ của Đức Chúa Trời phải có khả năng để vận dụng phần tâm linh của mình, phần linh của mình, có được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong linh của mình. Cảm ơn Chúa. Ở đây có nghĩa là Chúa Ngài kiểm soát đời, mọi mặt của đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn hơn. Hay một cách nói khác, chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta sống đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà không có một mặt nào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta vẫn còn giữ kín đối với Chúa, chưa giao cho Chúa một cách trọn vẹn. Chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời qua linh của mình, về đọc Kinh Thánh, mà không có sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, chúng ta chỉ hiểu Kinh Thánh ở trên lớp mặt mà thôi. Nhưng mà lời của Chúa là linh và sự sống. Khi Đức Thánh Linh của Ngài bắt đầu chỉ dạy cho chúng ta, thì lời của Chúa chúng ta sẽ hiểu một cách rất là sâu sắc. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chạm đến tình trạng của những người lân cận của chúng ta bằng linh của mình, nhu cầu của những người cần được giúp đỡ. Người ta sẽ trải nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta đặt tay, thì quyền năng của Chúa, khi chúng ta vận hành ở trong linh, thì quyền năng của Chúa sẽ lưu xuất ra, đem lại sự chữa lành, đem lại sự phục hồi trong đời sống của các anh chị em của mình. Trong tuần tôi cầu nguyện cho một anh em bị tiểu đường rất là nặng. Anh sống ở tại Việt Nam, ở vùng Tây Nguyên. Và biến chứng của nó là bây giờ chân bắt đầu bị biến chứng của tiểu đường. Ở dưới bàn chân, thịt bắt đầu chết, không đi đứng được một cách bình thường. Bác sĩ phải làm công việc là cắt những cái lớp thịt đó ra, và không có cảm giác ở trên chân của mình như là bình thường. Nghe rất là nặng. Và liên lạc, và cảm ơn Chúa cho chúng tôi có thể tiếp nhận cái cú điện thoại đó ở trên Messenger, và chúng tôi đã có cơ hội cầu nguyện. Sáng hôm sau nhắn tin trở lại với tôi: cảm ơn mục sư, Chúa đã chữa lành cho em, bây giờ em có được tất cả những cảm giác cần có ở trên bàn chân của em. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hệ thần kinh đã bị cái mức độ đường ở trong thân thể đó đã làm cho nó chết rồi, không còn có cảm giác và cũng không dẫn được máu đến để nuôi những cái thịt, những cái lớp thịt ở trên lòng bàn chân của mình, đến cái độ nó chết. Bây giờ Chúa làm cho nó sống động trở lại. Anh chị em, đời sống của những người xung quanh của chúng ta, hoàn cảnh phải được chạm đến bằng quyền năng của Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Nhớ, cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại cho cõi chết. Cảm ơn Chúa. Một số các anh chị em khác cũng đã nghe lời làm chứng của em gái của nhà tôi tại Việt Nam. Hơn 20 năm về trước, cô bị nhiễm trùng đường ruột rất là nặng và phải giải phẫu. Tôi nhớ là lúc đó người ta giải phẫu mà không có thuốc tê, nhìn chưa? Nhưng mà rồi là đem cả cái bộ ruột để bên ngoài một thời gian, không bỏ vô trở lại. Và lúc mà họ xếp vô trở lại thì chắc có lẽ con người thì xếp không bằng Đức Chúa Trời rồi, nên có những chỗ nó bị xoắn. Thì những ngày gần đây cô gặp một cái điều rất là đau đớn ở trong bụng của mình, lập tức đi vào trong bệnh viện, và người ta nói rằng phải đóng 3 triệu đồng tiền Việt Nam trên những gì mà bảo hiểm sức khỏe có thể trả được. Thì cô biết là việc này nguy rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên mà họ đóng tiền nhiều như vậy. Họ đưa vào trong phòng chờ đợi để giải phẫu, vì họ nói rằng đường ruột bị nhiễm trùng trầm trọng và ruột bị thắt, cho nên cái cách duy nhất là phải giải phẫu. Và bác sĩ cũng cho biết là sức khỏe của chị hiện tại cũng không có được tốt. Thì giải phẫu là một cái điều rất là nguy hiểm. Cảm ơn Chúa, trong sự sắp xếp của Chúa, Chúa cho nhà tôi gọi về. Và lúc bây giờ tôi nhớ là 1:30 khuya, 1:30 sáng. Nhà tôi cầm điện thoại chạy vào trong phòng làm việc của tôi. Lúc đó tôi còn thức, còn nghiên cứu lời của Chúa.
nó lại cần anh cầu nguyện. Và khi nghe nhu cầu của cô, cảm ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta long trọng tuyên bố với đường ruột đó là tất cả những chỗ bị thắt phải mở ra ngay trong thời giờ này. Tất cả những triệu chứng cũng như nhiễm trùng ở trong đường ruột này phải được lành. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện chúc phước cho cô. Chúng tôi giao điện thoại lại cho nhà tôi. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm sau cô báo tin cho biết, khoảng 20 phút sau khi được cầu nguyện, cô cần phải đi nhà vệ sinh. Và cô nói rằng thình lình như là một cái ống cống nó đổ ra. Và cái chất màu đen hôi mà nó ra 3 lần như vậy. Rồi đến lần thứ 4 thì màu không còn là đen nữa, mà đổi lại một cái màu bình thường. Bác sĩ xét nghiệm trở lại và nói rằng nó đã xì, nó đã được thông, nó đã được thả, cô không cần phải giải phẫu nữa. Và 2 ngày sau được xuất viện và trở về nhà. Cảm ơn Chúa. Vì quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta, và Ngài sẵn sàng hành động qua lời chúng ta công bố, qua sự đặt tay, qua sự cầu nguyện của chúng ta, qua sự phục vụ của chúng ta. Vấn đề của chúng ta tới đây là làm sao để con người bề ngoài của chúng ta phải được tan vỡ, phải trải nghiệm sự chết với Đức Chúa Jesus Christ, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm sự phục sinh của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Roma chương 7 câu 22 nói, vì trong thâm tâm hay là trong con người bề trong của chúng ta, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà con người bề ngoài, con người của xác thịt, thì nó lại không chịu yêu thích lời của Chúa. Nên Chúa Giê-xu Ngài căn dặn các môn đệ của Chúa, Chúa nói rằng, các ngươi sẽ có cớ vấp phạm, vì người ta đánh người chăn chiên thì chiên sẽ tan lạc, cho nên hãy thức canh và cầu nguyện, vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Con người tâm linh của chúng ta yêu mến lời của Chúa, nhưng mà xác thịt của chúng ta thì nó lại chống đối trở lại, nhất là những người để cho xác thịt kiểm soát. Nó buồn ngủ nha, không chịu đi ngủ đó là tôi sẽ ngủ gục, bể đầu ráng chịu. Hay là khi chúng ta đang học lời của Chúa thì xác thịt của chúng ta nó nói đói cồn cào rồi đó, bắt đầu tai nó rung rung rồi đó, ruột hiện tại đó là nó đang sôi ọt ọt ở trong đó rồi đó, không đi là xỉu đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta dội dàng xin lỗi Chúa, xếp lời của Chúa lại, đi kiếm những cái gì để thỏa cái sự đòi hỏi của xác thịt trước. Nhưng lời của Chúa nói rằng vì trong thâm tâm tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời. Trở ngại là con người bề ngoài nó không thích. Thì công việc của chúng ta là chúng ta phải bắt nó vâng phục. Tôi chia sẻ với anh chị em trước khi chúng tôi nắm bắt cái chìa khóa nữa mà Chúa cho để có thể thấy được mức độ quyền năng của Chúa lớn hơn. Khi Chúa nghe trả lời với các môn đồ của Chúa, họ hỏi Chúa, tại sao tôi không đuổi quỷ ra khỏi đứa con trai nhỏ này được? Chúa Giê-xu trả lời, thứ quỷ này, nếu không bởi kiêng ăn và cầu nguyện, thì không ai có thể đuổi nó được. Ồ, khi tôi khám phá điều đó, tôi nói rằng, như vậy là có những thứ quỷ mà mình không có cần kiêng ăn, cầu nguyện, mình vẫn đuổi nó được. Nhưng mà có những cái loại quỷ phải có sự kiêng ăn, cầu nguyện, thì mình mới đuổi nó được. Như vậy, kiêng ăn có thể đem lại cho chúng ta một mức độ thẩm quyền của Chúa lớn hơn ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi vào ở trong sự kiêng ăn, tìm kiếm sự phục hưng cho hội thánh của Chúa. Và thường thì kiêng ăn là người ta phải tập từ từ, để cho bắp thịt của kiêng ăn là nó quen trong sự hoạt động. Kiêng ăn một buổi, kiêng ăn một ngày, rồi tiến đến cái chỗ kiêng ăn 3 ngày cuối tuần, rồi kiêng ăn 1 tuần, rồi mới đi đến cái chỗ là 3 tuần, rồi 40 ngày. Tôi vì khao khát và chịu hết nổi rồi, về nói với nhà tôi, anh sẽ đi 40 ngày không ăn, uống nước thôi. Nhà tôi nhìn tôi mà nói, nổi không? Thì thưa quý bạn cho em là trước khi tôi bắt phục con người xác thịt, thì người Việt của chúng ta có câu là 6 tánh đói. Mình đi làm về mà vợ chưa nấu cơm xong cho mình làm ầm ĩ lên rồi đó. Tới giờ này mà không có cơm nước gì đó, bà tại sao ở nhà bà làm cái gì mà không có chuẩn bị? Cảm ơn Chúa. Tôi đi con đường để bắt con người xác thịt. Nó đói nha, muốn xỉu nha, im lặng. Đây là thời giờ mà ta tìm kiếm Đức Chúa Trời hơn cả thức ăn nước uống. Và cảm ơn Chúa, sau cái trải nghiệm của 40 ngày kiêng ăn lần đầu tiên, thì bây giờ đói nó không có đồ xỉu nữa. Cảm ơn Chúa. Một bứt phá xảy ra khi chúng ta, con người tâm linh của chúng ta mạnh mẽ lên trong sự tiếp xúc với Chúa, nhường cho Chúa kiểm soát, và chúng ta bắt con người xác thịt của chúng ta nó phải vâng phục con người linh của chúng ta. Đó là lúc mà chúng ta kinh nghiệm được sự bứt phá ở trong ơn của Chúa.
Ephesos chương 3 câu 16 cũng nói với chúng ta: tôi cầu xin Ngài tùy sự phong phú của vinh quang Ngài ban cho em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho để những câu kinh thánh này và sứ điệp này nhắc cho anh chị em biết rằng mình có con người bề ngoài và con người bên trong. Con người bề ngoài, mục tiêu của chúng ta là phải làm cho nó tan vỡ, phải lôi nó đóng đinh với Chúa trên thập tự giá, để con người bề trong của chúng ta tự do hành động trong đời sống của chúng ta. Vì kinh thánh phân chia bản thể của chúng ta thành hai con người bề ngoài và con người bề trong. Đức Thánh Linh đang ở trong con người bề trong của chúng ta. Và hiện tại có những giới hạn mà Chúa không thể tự do hành động được vì con người bề ngoài của chúng ta đang ngăn trở. Nếu con người bề trong của chúng ta bị cầm tù, kiềm hãm, linh của chúng ta bị bao phủ và không được giải phóng một cách dễ dàng, thì chúng ta sẽ thấy ở chủ quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta, nhưng Ngài không tự do hành động được. Chúng ta phải nhường cho Chúa kiểm soát. Chúng ta phải chịu vỡ con người bề ngoài của chúng ta. Chúng ta phải tập phá vỡ con người bề ngoài để con người tâm linh của chúng ta có thể được tự do hành động. Cảm ơn Chúa. Chết và kết quả là điều thứ nhì mà tôi mời anh chị em suy nghĩ. Phúc âm Giăng chương 12 từ câu 24 đến 25. Đây là lời của Đức Chúa Giêsu nghe dạy: thật ta bảo thật các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi. Nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống của mình trong đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ở đây Chúa Giêsu Ngài trả lời với các môn đệ của Chúa khi có những người Hy Lạp đến để muốn xin ra mắt Chúa. Chúng ta nhớ Tin Lành của Chúa bắt đầu từ nơi Chúa Giêsu. Ngài đi nơi này đến chỗ khác và Ngài rao giảng Tin Lành của nước trời. Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ, Ngài làm phép lạ, Ngài khiến sống kẻ chết. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. Chúa Ngài hé mở cho cái phước hạnh này khi có những người bây giờ không phải là người Do Thái thôi mà người Hy Lạp muốn đến để ra mắt Chúa. Chúa Ngài dạy cho các môn đệ của Chúa điều mà chúng ta đang suy nghĩ tới đây: thật ta bảo thật các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi. Nhưng nếu chết đi thì được kết quả nhiều. Chúa Ngài báo trước cho một điều, đó là Chúa sẽ chết. Ngài ví Ngài như hạt lúa mì. Nếu chưa được gieo xuống đất thì nó, và chưa chết thì nó vẫn là một hạt lúa mì mà thôi. Nhưng mà khi chết, cái vỏ bề ngoài nó vỡ ra, mầm sống ở bên trong bắt đầu lớn lên và tiếp tục được nuôi dưỡng bởi thức ăn và phần còn lại của hạt. Bộ rễ bắt đầu xuất hiện, phát triển bám sâu vào đất để nhận thêm nước và chất bổ từ đất. Một mầm non bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất để tìm lớp mặt. Lá bắt đầu xuất hiện, rồi thêm các lá khác. Lúa mì mọc lên và rồi bông lúa xuất hiện. Phấn hoa trổ ra và tiến trình thụ phấn xảy ra. Hạt lúa phát triển, bắt đầu là một, bây giờ có thể phát triển ra 30, 60, 100. Ý Chúa Giêsu Ngài muốn nói cho rằng bây giờ thì các con phải dắt những người muốn ra mắt ta, nhưng mà trong những ngày sắp đến ta sẽ nhân bội chính mình ta lên, bởi vì ta sẽ chịu chết. Và từ nơi ta, từ nơi phước hạnh của việc ta chịu chết mà nhiều người sẽ được dấy lên và sẽ là cánh tay nối dài của ta trên đất này. Họ là những người sẽ được gọi là người của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, 30, 60, 100 người có thể là con cái của Chúa được ảnh hưởng bởi đời sống của chúng ta. Nhưng hiện tại họ chưa đến được với Chúa, tại vì chúng ta chưa chịu tăng vỡ. Con người bề ngoài của chúng ta vẫn còn nắm quyền kiểm soát. Vậy chúng ta cứ ở một mình. Đừng than vãn là sao cô đơn quá, không ai chơi với tôi không vậy đó. Tại vì chúng ta chưa bể, chúng ta chưa tăng vỡ, thì con người xác thịt của chúng ta nó cứ tỏa ra cái mùi hôi tanh của nó, thì không có thể thu hút được ai đến với Chúa hết. Mà khi con người xác thịt của chúng ta, lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta được vỡ ra và Thánh Linh của Chúa bắt đầu thể hiện ra, thì bông trái của Ngài sẽ qua cuộc đời của chúng ta mà kéo nhiều người đến với Chúa. Amen anh chị em. Đây là điều rất là cần thiết. Hình dung với tôi, có nhiều cuộc đời đang chờ chúng ta chết để họ được sống.
về con người của xác thịt. Nhưng mà ngày nào chúng ta còn sống, mà sống thật là sống, sống mạnh mẽ ở trong xác thịt, là ngày mà số người đáng lý được cứu qua cuộc đời của chúng ta, họ vẫn phải chờ đợi. Anh chị em còn nhớ, Chúa ngài báo trước cho Abraham rằng hậu tự của ông sẽ ở nơi xứ người. Sau 400 năm họ sẽ được vào vùng đất mà Chúa hứa ban cho Abraham và hậu tự của ông. 400 năm. Kinh Thánh ghi lại chúng ta trong ngày lễ vượt qua. Và khi dân Israel xuất hành ra khỏi xứ Ai Cập, thì Kinh Thánh nói rằng năm thứ 430. Nếu chúng ta nhớ lời của Chúa báo là 400 năm, mà giờ khi họ thật sự đi ra, thì nó là 430 năm, tức là chúng ta thấy nó mất hơn 30 năm nữa. Và nếu anh chị em lui trở lại, anh chị em nghiên cứu thì sẽ thấy cái người mà Đức Chúa Trời đã dùng để giải phóng dân sự của Chúa, dắt dân sự của Chúa đi đến núi mà Chúa đã định để thờ phượng Ngài. Ông đã để cho con người xác thịt điều khiển và hành động trên đời sống của ông. Năm thứ 390, Môi-se đi đến thăm viếng anh em của mình. Và khi ông thấy người Ai Cập ăn hiếp anh em của mình, ông đã đánh chết người Ai Cập đó, vùi xác của người này xuống cát. Chính cái hành động mà làm việc được thúc đẩy bởi xác thịt, ông cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà thay vì bởi ơn của Chúa ngài làm việc qua cái sự tan vỡ của con người bề ngoài của Môi-se, thì dân sự của Chúa sẽ được giải cứu như Chúa ngài đã định. Nhưng mà ông lấy xác thịt của mình, ông hành động, ông giết người. Và cuối cùng khi biết việc đó bại lộ, ông đã bỏ chạy và trong đồng vắng, rồi gặp một thiếu nữ, cuối cùng là đã được giới thiệu đến cha của cô. Ông lập gia đình và Môi-se đã chăn chiên cho cha của mình, và trải qua cái tiến trình Chúa đập vỡ con người xác thịt của ông, con người bề ngoài của ông, và phải tốn 40 năm. Chúng ta thử hình dung 30 năm quá hơn cái thời định mà Chúa ngài đã định. Dân sự của Chúa rinh xiết vì mỗi ngày họ bị đánh đập, bắt để làm gạch, nung gạch, mà không cho rơm, không cho những cái vật liệu cần thiết. 30 năm, hơn 1 triệu người lớn nhỏ tiếp tục ở trong đồng nô lệ vì Môi-se hành động trong con người xác thịt của mình. Xin Chúa ngài đặt để điều này trong chúng ta để thấy rằng đây là những thời gian không cần thiết. Đáng lý nhiều người chung quanh của chúng ta đã được phước lâu rồi, nhưng vì chúng ta như hạt lúa mì không chịu chết, không chịu vỡ cái vỏ bên ngoài, cho nên mầm sống và sức sống ở bên trong không thể thoát ra được. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống của Chúa tuôn đổ ra từ nơi cuộc đời chúng ta, xuyên qua cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta chịu chết với con người của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Và điều này là một ý niệm mà chúng ta cần phải nhận biết luôn. Vì Đức Chúa Trời ngài đặt ở trong mỗi một cái hạt mầm, có cái mầm sống và tiềm năng ở trong đó. Anh chị em, tôi đang cầm ở trong tay, không biết ở xa anh chị em có thấy không? Có ai thấy tôi đang cầm cái gì trong tay của mình? Cô Mai mang mắt kính cho mọi người thấy chưa? Cảm ơn Chúa. Đây là một cái hạt của trái peach, trái đào. Tôi đang có trong tay. Phải không chị em? Dạ. Đó là cái nhìn bình thường của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một cái hạt. Nhưng mà sức mạnh của sự tan vỡ, khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy tôi đang cầm trong tay tôi một cái rừng. Để chúng ta nghe kỹ, để chúng ta thấy cái sức mạnh trong cái hạt này. Đức Chúa Trời đã định trong nó có một cái mầm sống. Và cái hạt của trái đào này chúng ta thấy rằng nó cứng lắm. Cây sẽ không mọc lên được từ nơi cái hạt này, trừ trường hợp cái vỏ cứng ở bên ngoài này phải bể. Chiều Chủ nhật vừa rồi trong buổi ăn thông công, anh Nguyễn Quốc Dũng nói rằng anh khám phá một điều anh dạy cho Mục sư Khánh.
muốn trồng đào đó, phải lấy một cái kèm để lấy cái hạt, mình bóp cho nó bể cái vỏ ra bên ngoài, rồi mình cho nó vào ở trong đất, nó sẽ ươm cái mầm nó lên rất là nhanh. 2 năm sau thôi là có ăn rồi. Điều lý do nào đó, có ai đó đã khám phá ra được cái nguyên tắc mà chúng ta đang học tại đây. Cái vỏ ở bên ngoài phải bể thì cây ở bên trong mới có thể mọc lên được. Tiến trình bình thường là chúng ta ươm giống, chúng ta nhớ. Năm rồi Chúa cho chúng tôi tình cờ thấy ở tại Houston Garden Center bán một cái dây mướp, con đồng 25 xu à. Tôi nói với nhà tôi, mình mua mình trồng thử coi sao, vì trước tới giờ chưa có trồng mướp. Đem về, còn bỏ y ở trong cái chậu đó, bỏ xuống đất. Nó đâm rễ xuống và mọc lên một cái dây. Mà mướp nó ra nhiều đến độ chúng tôi ăn không hết. Ta chia cho một số các chị em ở trong hội thánh. Tôi nói, cái cây này nó tốt quá, bây giờ là mình phải chừa một trái để mình làm giống cho năm sau. Một cái trái rất là to và chúng tôi để dành nó. Nó cứ tiếp tục phát triển cho đến khi mùa đông đến, nó vẫn còn ở trên cái dây đó. Vì tôi cắt cái dây cũng như là cái trái xuống để phơi khô. Thì có một hiện tượng xảy ra mà chúng tôi thấy, ô, nó lạ vô cùng. Mà chúng tôi lắc lắc cái trái mướp đó thì thấy nó lục lạc ở trong đó. Đổ ra thì chừng khoảng 100 cái hạt giống, mà cái hạt nó lớn hơn tất cả những hạt khác mà chúng tôi thấy được. Cảm ơn Chúa. Rồi cái phước hạnh mà tôi nhìn thấy nữa đó là, nhà tôi nói rằng, cái này mình có thể sử dụng cái ruột của trái mướp này mà nó khô rồi đó, mình dùng để làm cái bông để mình rửa chén được. Và cũng có thể dùng để chà xà bông để tắm được. Nhưng mà tôi trở lại với cái hạt. Thì năm nay chúng tôi đi ra ngoài chỗ Houston Garden Center thì họ không có bán cái dây mướp nữa. Nhà tôi nói rằng, thôi đi mua đi nếu mà họ có cho nó nhanh hơn. Tôi nói không, bây giờ không bán thì bây giờ mình về, mình ương những cái hạt ở trong cái dây mướp mà mình đã chừa cái trái đó. Anh xem lạ lùng, tôi làm cái việc mà tôi thấy người ta chỉ, đó là lấy một cái tờ giấy paper towel, cái loại tốt, nhúng vào trong nước, rồi bỏ mấy cái hạt giống nằm ở giữa, xếp tờ giấy đó lại, bỏ vào trong một cái ziplock, để nó ở trên cái counter của chúng tôi. 2 ngày sau, nó nảy mầm. Cảm ơn Chúa. Tôi đem ra, tôi để cái mầm đó vô trong một cái chậu. Thì 3 ngày sau chúng tôi thấy lá bắt đầu nó xuất hiện. Để nó nằm yên, không có gì xảy ra, nhưng mà qua cái tiến trình bình thường, chúng ta để và có đủ cái hơi ẩm, thì mầm sống bên trong bắt đầu nó lú ra. Và khi nó lú ra như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái vỏ bên ngoài nó phải vỡ ra. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, để chúng ta thấy cái sức mạnh. Bởi vì một hạt hay là một cái dây của mướp hồi năm rồi, chúng tôi ăn được nhiều trái rồi, chừa một trái để làm giống đó. Trong cái trái đó có hàng trăm hạt ở trong đó, mà tôi chỉ lấy thử có 4 hạt thôi, thì chúng tôi thấy bỏ xuống 4 hạt nó đều nảy mầm. Và hiện tại chúng tôi có tiềm năng là sẽ có 4 dây mướp loại giống tốt sẽ phát triển ra khi chúng tôi hạ nó xuống đất. Điều này là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Tiềm năng của điều mà tôi đang cầm ở trong tay tại đây là ở mức độ này. Tôi đem cái hạt của trái peach này, trái đào này, để bỏ xuống đất. Nếu theo phương pháp của anh Quỳnh Quốc Dũng chỉ dẫn, anh Bình thì anh nói lấy kềm bóp, mình không biết lúc nào mình bóp mạnh quá lỡ nó chết cái phần cái mầm ở trong sao. Thì anh bỏ lên trên cái kẹp cái y tô để mình quay từ từ nó. Mà khi mình nghe nó khắc một cái là mình dừng lại. Ở bằng cách nào, nhưng mà phải trải qua cái tiến trình cái vỏ bên ngoài này nó phải bở. Thì cái mầm sống mà Đức Chúa Trời đã định ở trong những hạt mầm này, nó mới có thể mọc lên cây được. Và trong cái cây này, nó có tiềm năng để nó có thể trải cho ra hàng ngàn trái trong suốt cuộc đời của nó. Và mỗi một cái trái như vậy nó chứa đựng bao nhiêu ngàn trái khác. Thì chúng ta thấy nó rằng nó nhân lên gấp ngàn lần hơn với những gì mà chúng ta đang thấy trước mắt. Cho nên có thể nói anh chị em đang nhìn một cánh rừng, hay là tôi đang cầm một cánh rừng của trái đào ở trong tay của tôi trong lúc này. Không phải chỉ là một hạt mầm mà thôi. Thì tôi hiểu nguyên tắc này. Tôi xin Chúa cho lại Chúa, xin giúp đỡ cho con, để con sẽ để cho con người bề ngoài của con chết càng sớm càng tốt. Và điều mà tôi trong con mắt thuộc linh trông thấy và chờ đợi, khi ngày mình gặp Chúa thì sẽ thấy cảnh này. Đó là phía sau lưng của tôi, khi tôi đứng trả lời với đấng đã cứu tôi và là đấng mà tôi đã phục vụ Ngài 39 năm qua. Nghe Chúa
Ngài nhìn tôi và Ngài nói rằng hỡi đầy tớ nghe lành trung tín của ta, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Con làm tốt lắm. Hãy nhìn phía sau lưng của con. Và tôi xoay lại nhìn thì tôi thấy hàng triệu người đứng ở phía sau. Đây là những người được ảnh hưởng bởi sự tan vỡ của con người của Quỳnh Quốc Khánh. Mà quyền năng của Chúa đã lưu xuất ra để giúp đỡ cho họ. Họ được chữa lành, họ được giải cứu, họ được sự cứu rỗi trong ơn của Chúa. Anh xem có thấy với tôi không? Họ là chúng ta sẽ đứng ở trước mặt Chúa và Chúa nghe mắng một câu, họ đi tới gian ác. Và chúng ta ở chỉ có một mình suốt cuộc đời của chúng ta. Từ ngày tin Chúa cho đến bây giờ chưa có kết quả gì hết. Xin Chúa nghe thương xót trên chúng ta. Để chúng ta sẽ để cho tiềm năng sức sống của Đấng đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết hiện đang ở trong chúng ta, tự do hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Một hình ảnh khác của sự tan vỡ, đó là câu chuyện ở trong Mác chương 14 câu số 3. Đức Chúa Giêsu ở tại thành Bethany, trong nhà của Simon là kẻ phun. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm ở trên đầu của Đức Chúa Giêsu. Đi chúng ta đọc tiếp. Cả nhà thơm phức mùi dầu cam tùng này. Chân lý là gì anh chị em? Rất đơn giản. Trừ trường hợp cái bình được bể ra thì mùi hương của dầu cam tùng không thể tỏa ra được. Mục tiêu tối hậu của cái bình chứa là phải tan vỡ. Chừng nào nó còn nguyên thì những gì ở bên trong nó không thể thoát ra được. Cái sức thơm, cái mùi hương thơm của dầu cam tùng thơm mực cả nhà. Các ông chị em đi sứ Do Thái về đem tặng cho tôi một cái chai, một cái lọ nhỏ của dầu cam tùng, cũng để ở trong một cái lọ. Nhưng mà cái lọ này thì là cái loại mà người ta đã cắt nó rồi, chúng tôi chỉ mở ra thôi, chúng cần phải đập bể. Và lại luôn anh chị em, tôi chỉ đem lên và họ chứa ở trong một cái bình loại đặc biệt như dầu thơm đó, xịt một cái. Mấy mười giây sau, cả phòng của tôi nức mùi thơm. Cảm ơn Chúa. Nguyên tắc này cũng để anh chị em, cuộc đời của chúng ta khi chịu tan vỡ và Chúa có thể tự do hành động của chúng ta, đi đến đâu Chúa ngày, hoàn cảnh của chúng ta sẽ được thay đổi, được ảnh hưởng bởi mùi hương thơm của Chúa, quyền năng của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì người ta tiếp xúc với Chúa ở trong chúng ta, Ngài tiếp xúc được, đi xuyên qua cái vỏ bề ngoài của chúng ta, đi xuyên qua cái vỏ cứng của cái hạt mầm này, thì mầm sống ở bên trong mà Đức Chúa Trời đã định cho tất cả các loại hạt ở trên đất này sẽ được tỏa ra. Sự sống sẽ được thể hiện ở trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta hiểu được lý do tại sao sứ đồ Phaolô nói rằng để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, để tôi được chia sẻ, trải nghiệm với sự thương khó của Chúa và sự chết của Ngài, hầu cho tôi có thể kinh nghiệm được sự phục sinh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta là những người ngày hôm nay bắt đầu chết. Lý do mà chúng ta không để Chúa cho chúng ta tan vỡ vì chúng ta thương chính mình quá. Tiến trình của sự tan vỡ nó cũng đau đớn anh chị em. Chúng ta biết mình thật sự được tan vỡ, con người của xúc cảm của chúng ta khi chúng ta bị người ta mắng mà chúng ta không giận. Đúng như từ ngữ Việt Nam chúng ta nhịn mà nhục lắm. Nhưng mà không thấy nhục. Người ta bắt bớ, người ta chà đạp. Cảm ơn Chúa vì thêm một cái họ đạp nữa cho nó chết luôn chứ. Tôi cảm ơn Chúa. Tiến trình này, từ lúc tôi nói với Chúa, lại Chúa xin cho con chết với chính mình để Chúa có thể tự do sống xuyên qua con. Thưa anh chị em, là không dễ. Có những lúc nó đòi ngồi dậy đó. Chúa nhắc, Chúa nói, con muốn chết mà. Có những lúc muốn tổn thương, Chúa nói rằng ai cho con có quyền tổn thương. Vậy người chết không còn tổn thương nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài rất muốn giúp đỡ cho chúng ta. Bởi vì tôi chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, chúng ta không tự động lấy cây búa, lấy cây đinh rồi chúng ta tự đóng được. Mà phải để Chúa Ngài đóng cho chúng ta.
Và nhiều khi Chúa dùng những người lân cận của chúng ta để đóng những cái đinh đó. Đau đớn, cảm ơn Chúa. Sỉ nhục, cảm ơn Chúa. Chúng ta học theo gương thầy của chúng ta là đứng vì niềm vui trước mặt mình, khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá. Cảm ơn Chúa. Đó là gương của thầy của chúng ta. Để chúng ta có thể được giữ phần vào trong sự thương khó của Ngài, chúng ta phải bằng lòng chết với con người xác thịt của chúng ta. Amen. Vì lời của Chúa nói với chúng ta, tại vì chúng ta thương con người xác thịt của chúng ta quá, và chúng ta muốn giữ sự sống đó, thì Chúa không thể sống qua chúng ta một cách tự do được, mà chúng ta phải chết. Cho nên lời kêu gọi của tôi hôm nay, nếu nghe có lạ thì anh chị em hiểu xa hơn là tôi sẽ gọi anh chị em theo như nghĩa đen, là có ai ở tại đây muốn chết? Trong ý nghĩa của thuộc linh, chúng ta muốn chết với con người của xác thịt, chúng ta muốn chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, thì chúng ta phải quyết định. Chúa không làm cho chúng ta được. Chúa Giêsu bảo ai muốn theo ta, làm môn đồ của ta, thì điều đầu tiên phải làm đó là vác thập tự giá mà theo ta mỗi ngày. Tức là chúng ta nhắc nhở chính mình mỗi ngày chúng ta thức dậy, tôi đang đi trên đường lên đồi Golgotha để chết với Chúa. Thập tự giá là biểu tượng của bản án tử hình mà tôi nhìn nhận để con người xác thịt của tôi chết, hầu cho Chúa được tự do hoạt động xuyên qua đời sống của tôi. Cho nên có ai ở đây muốn chết? Chúng ta có thể nói với Chúa một cách mạnh mẽ rằng, lại Chúa, con muốn chết với Đấng Christ. Chứ chúng ta không đòi chết như tiên tri Eli. Đòi chết sớm, đòi lên thiên đàng sớm là điều mà Chúa không cho. Chúa nhiều lần cản tiên tri Eli bởi vì đòi chết là chúng ta mở cửa cho ma quỷ làm việc. Nhưng mà chúng ta muốn chết với Đấng Christ thì chúng ta mở cửa để Đức Chúa Trời có thể tự do hành động trên đời sống của chúng ta. Hầu cho cái vỏ ở bên ngoài của chúng ta sẽ được đập bể ra. Cái chai dầu cam tùng thì cái bình ngọc trắng đó phải được đập bể, thì mùi thơm ở bên trong mới được tỏa ra trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa ban phước trên chúng ta trong thời giờ này để chúng ta cùng được nhắc lại những câu kinh thánh then chốt này. Và đối với tôi rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình luôn. Phaolô ghi lại lời của Chúa cho chúng ta, Galati chương 2 câu số 20. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Nay tôi còn sống ở trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 36. Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Đừng để lời của Chúa gọi chúng ta là kẻ dại. Phải hiểu nguyên tắc này. Càng sớm chết thì để chúng ta có thể sống lại trong sức sống phục sinh của Chúa càng sớm trong cuộc đời của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 11. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Thường xuyên hằng bị, đây là điều mà chúng ta thấy liên tục. Như tôi nói, nếu chúng ta không liên tục quyết định thì xác thịt Sa-tăng nó sẽ đến và nó làm hô hấp nhân tạo, thì xác thịt nó sẽ nổi dậy trở lại. Tôi sẽ chương 3 câu số 3. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ ở trong Đức Chúa Trời. Cho nên chị em, đây là điều mà tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta nghe. Tối Chủ nhật vừa qua, mặc dù là chúng ta có nhiều điều ở trong tâm trí của mình suy nghĩ, vì có nhiều cái trách nhiệm trong sự giảng dạy. Ngày hôm nay thì vì những cái công việc đang diễn ra, chúng tôi phải chịu trách nhiệm giảng luôn cho chương trình radio từ 3 cho đến 4 lần ở trong tháng, thay vì chỉ có 2 lần như trước. Thì tôi nằm ngủ, trước khi ngủ tôi nói với Chúa lời cầu nguyện mà tôi thường nói với Chúa, mà tôi đã chia sẻ với anh em, là Chúa con sắp sửa nhắm mắt ngủ. Nhưng mà con tin một điều, đó là xác thịt của con ngủ, nhưng mà con người tâm linh của con không ngủ. Xin Chúa dạy dỗ con. Cảm ơn Chúa.
Trong đêm Chúa Ngài dạy tôi sứ điệp mà tôi chia sẻ với anh chị em ở trong thời giờ này. Tôi bắt dậy ghi chép, chia sẻ với anh chị em điều mà Chúa Ngài, tôi tin rằng Chúa Ngài muốn tôi chia sẻ với anh chị em vì Chúa muốn tìm thấy trong mỗi cuộc đời của chúng ta tại đây. 30 người, 60 người, 100 người từ nơi đời sống của chúng ta sẽ được đưa đến với Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho sự phát triển của Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cầu nguyện để tin lành của Chúa được rao giảng ra cho dân tộc của chúng ta. Chúng ta chờ đợi Chúa Ngài sẽ làm công việc đó. Không, Chúa đang chờ đợi chúng ta chết với con người xác thịt, để rồi quyền năng của Chúa sẽ tự động đổ xuyên qua đời sống của chúng ta. Hình dung lên cho em, nếu mỗi một người trong chúng ta tại đây, có hơn 100 người trong phòng nhóm trong lúc này, mỗi người tối thiểu là ảnh hưởng cho kết quả cho 30 người, hay là 60 người, hay là 100 người, thì tại đây thôi, trong một mùa chúng ta sẽ có 1.000 người. Tại đây thôi, nếu Chúa chưa trở lại vào đủ thời gian, chúng ta sẽ thấy cứ nhân bội lên. Ở trong mức độ mà Chúa Ngài cho 30, 60, 100, không bao lâu chúng ta sẽ thấy lan tỏa ra. Như bắt đầu thì Chúa Giê-xu, rồi 12 sứ đồ, rồi 70 môn đồ khác, rồi Hội Thánh của Chúa hơn 500 người chứng kiến Chúa Giê-xu thăng thiên. Hội Thánh của Chúa 120 người được mặc lấy quyền phép từ trên cao, 3.000 người được cứu, thêm 5.000 người nữa gia nhập vào trong Hội Thánh của Chúa. Chúa Ngài lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh mỗi ngày, và không bao lâu tinh lành của Chúa đã lan tỏa ra, và cho đến ngày hôm nay 2.000 năm sau, hiện tại sống ở trên quả địa cầu này, trên mặt đất này có 2.56 tỷ người trên thế giới này đang gọi Chúa Giê-xu là cứu Chúa mình và thờ phượng Ngài. Bắt đầu từ một hạt lúa mì như Chúa Giê-xu ví sanh là chính mình Ngài. Ngài bằng lòng chịu chết. Vì hạt lúa mì nếu nó không chết, nó sẽ ở một mình. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa chịu chết. Và Ngài đang mời chúng ta cùng chết với Ngài. Để rồi chúng ta cũng có thể đồng sống lại với Chúa. Và chúng ta trải nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và tôi cũng thấy trong giấc mơ sự đáp ứng của anh chị em. Cho nên trong thời gian này, lời kêu gọi là ai thưa với Chúa rằng là Chúa, con muốn chết với con người xác thịt, và con muốn để Chúa Ngài tự do hành động, bày tỏ quyền năng của Ngài xuyên qua đời sống của con. Tôi mời anh chị em đáp ứng lại bằng cách chúng ta tiến lên phía trước tại đây, nhưng mà hành động của đức tin, và chúng ta đáp lại với điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta nắm bắt được từ khải tượng, cũng như ước mơ của sứ đồ Phao-lô và khải tượng của Đức Chúa Giê-xu. Tôi tin rằng khi Chúa Ngài khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá, và Ngài vì nhìn thấy niềm vui trước mặt mình, trong đó có cái quyết định của anh chị em trong ngày hôm nay. Vì từ buổi nhóm này, anh chị em ở trong phòng thờ phượng hiện tại, và những người đang theo dõi và cùng thờ phượng với chúng ta, học hỏi sứ điệp này với chúng ta trong những ngày sắp đến, tiềm năng nhiều gia tộc trong những ngày sắp đến sẽ được kéo cuốn vào ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và dân tộc Việt Nam của chúng ta không bao lâu sẽ được ảnh hưởng và được kéo vào vương quốc của Đức Chúa Trời là trong ơn của Ngài. Cho nên chị em, tôi xin mời những ai muốn chết đối với con người xác thịt, cái vỏ bề ngoài của mình, ta đáp ứng bằng cách chúng ta tiến lên phía trước tại đây. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện và nhường hết, kiểm soát hết tất cả những gì còn động lại trong chúng ta, khiến cho người khác không thể thấy Chúa trong chúng ta, khiến cho những người lân cận không thể được phước hạnh của Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Chúng ta giải quyết để rồi chúng ta xin Chúa Ngài bắt đầu tự do hành động của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, con đã làm xong phần của con. Bây giờ xin Chúa Ngài làm phần của Ngài. Con ngợi khen Ngài. Thánh Linh xin tự do hành động trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gia đình, những gia tộc có thể được cứu và lan tràn ảnh hưởng ra để các chi họ ở trên thế gian này cũng được phước xuyên qua đời sống của chúng con. Giờ này xin Chúa Ngài vui nhận những tấm lòng, những cuộc đời bằng lòng chết với con người bề ngoài. Hầu cho quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết có thể tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng con.
ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, mỗi người trong chúng ta biết cái gì ở trong chúng ta mà chúng ta biết rằng nó cản trở chúng ta trong những ngày qua để chúng ta tự do tuôn chảy ở trong ơn của Chúa và vận dụng linh của mình. Hãy giao cho Chúa. Tội lỗi, thái độ sống, sự ương ngạnh của chúng ta, bất cứ một điều gì mà chúng ta đã nhiều lần không làm theo sự dẫn dắt của Chúa, không giao đời sống mình một cách trọn vẹn, mà còn chừa lại, còn giấu lại, còn giữ lại những phần của đời sống của chúng ta. Chính điều đó đã làm trở nên ngăn trở. Nhưng điều đó đã trở nên những tên khổng lồ từ nơi những tạp dân còn chừa lại ở trong miền đất hứa, vì dân sự của Chúa không giải quyết và đánh đuổi tận gốc rễ, thì những tên khổng lồ đã xuất hiện trong dòng dõi của Rafa và những người Philippines, đã làm gai chích ở trong mắt, roi đánh ở trên hông của dân Israel trong nhiều thế hệ. Anh chị em hãy giao cho Chúa. Giao cho Chúa đi. Chúa đang chờ đợi. Cảm ơn Chúa. Đây là lúc mà chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn chết đối với con người của xác thịt. Thì con biết rằng Chúa rất buồn khi nhìn thấy những người lân cận của chúng con bị đẩy đi xa Chúa hơn là được thu hút đến với Chúa. Là cơ hội để họ được cứu, để được quá tầm tay của con. Đây là điều mà tôi không làm được cho anh chị em, mà mỗi chúng ta phải làm. Cảm ơn Chúa. Là Chúa yêu thương, Đấng đã đặt những nguyên tắc này và đã dạy dỗ chúng con trong ngày hôm nay. Giờ này bởi ân điển và quyền năng của Ngài, với sự tự nguyện quyết định một cách cá nhân của các anh chị em con trong giờ này, xin Chúa giúp đỡ để chúng con đóng đinh con người của xác thịt vào thập tự giá với Đấng Christ ngay giờ này. Anh chị em chúng con đã quyết định buông bỏ, không yêu sự sống của xác thịt mình nữa, và bằng lòng chết với Chúa. Thế rồi mỗi một chúng con, Chúa Giáo có thể kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Ngài lưu xuất ra mỗi lần chúng con vận dụng và hành động trong linh. Không còn ngăn trở nữa, Chúa Giáo ơi. Bởi sự bứt phá này, Chúa Giáo, cho mỗi chúng con thấy tối thiểu từ cuộc đời của mỗi một anh chị em chúng con tại đây, cũng như những người đang theo dõi ở trên mạng, là 30, là 60, là 100. Rồi từ 30, 60, 100 đó sẽ có những 30, 60, 100 mới nữa của các thế hệ tiếp, và cũng mua những mùa kế tiếp, Chúa Giáo. Để chúng ta lan tỏa ra trong ơn của Ngài, không bao lâu chúng con sẽ thấy một rừng người Việt Nam của chúng con được đến với Ngài. Không bao lâu chúng con sẽ thấy một rừng người sẽ được ảnh hưởng bởi đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy giao trọn cho Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.